Hello, xin chào anh em. Trong video này mình sẽ chia sẻ lý do tại sao ở Việt Nam mình á, cái nền kinh tế của mình nó khó phát triển hơn là những cái quốc gia khác. Thì nó đến chủ yếu từ cái tâm lý của cái người mua hàng, nó là chiếm một phần rất là lớn luôn nha mọi người. Vì sao mình chia sẻ cái điều này? Như mình vừa tiếp một khách hàng, hai khách luôn, đều không bán được hàng. Một cái anh thì anh mua cái mũi khoan rút lõi. Thì cái đó một phần của mình là tại vì mình cũng không có cái đầu chuyển cho anh, không có sẵn. Nhưng mà thật sự khi mình tiếp ảnh mình cũng không thấy cảm thấy vui vẻ lắm. Tại vì sao? Tại vì ảnh mua đồ của mình nhưng mà ảnh cứ hỏi sao giá của mình mắc hơn chỗ khác, mặc dù mình biết chắc chắn là sẽ không bao giờ mắc hơn. Tại vì giá mình bán là hàng kinh lưu rẻ đá anh biết mà. Tất cả các nơi đều bán giống nhau, trừ khi cái thằng đó nó bán phá giá hay sao thôi, cái chuyện đó mình không biết ha. Thứ hai đó là một cái chú kiếm mua cái máy khoan dưới 1 triệu mà có khả năng khoan tường này nọ. Mình giới thiệu con Hukan 910 ngàn một máy, một pin 3, một sạc mà vẫn không mua. Muốn mua là một máy, hai pin, một sạc nhưng dưới 1 triệu mình cũng không mua. Thì bây giờ tụ lại á, mình nói với anh em á là tại sao mà ở Việt Nam mình nó không phát triển. Vì nếu mà cái người mua chứ như vậy thì sao người bán người ta phát triển được. Người mua mà chỉ mong mua hàng rẻ thì không thể nào người bán, người ta bán cho mình đồ xịn được. Anh muốn mua đồ xịn, đúng không? Thì anh phải chấp nhận trả tiền. Chứ mình không thể nào mình không muốn trả tiền mà mình muốn đưa đồ xịn được. Cái điều đó là đầu tiên. Cái điều thứ hai á, là cái câu hỏi mà mình rất là hay gặp khi mà mình bán hàng ở đây luôn nè. Ủa sao chỗ kia bán rẻ hơn ở đây vậy? Sao anh thấy trên mạng giá khác? Chẳng hạn như cái mũi khoan rút lõi này mình bán 330, trên website kinh lưu cũng là 330. Nhưng mà lúc mình ảnh nói ủa sao ở đây bán tới 330 kia bán có 200 mấy. Thôi anh coi đâu, coi trên web kinh lưu á. Nhưng mà khi mình lấy cái web kinh lưu mình show cho anh coi thì nó đâu phải một người bán kinh lưu đâu, những đại lý khác. Thì cái câu hỏi đó đó, thật sự nó thật với mọi người, khi mình đi mua đồ á, mình hỏi câu hỏi đó là ít khi nào mà mình được nhiều quyền lợi. Mình nói thật, mình đã xác định mình đi mua cái chỗ đó, tức nghĩa là mình phải biết cái giá của chỗ đó rồi trước. Bây giờ những cái nơi bán hàng giống như mình đều có website cho mình coi hết. Mình vô mình kiểm tra trước. Mình dò giá thì mình dò tới luôn. Dò cho tới luôn chứ mình đừng có dò nửa chừng. Tức là mình cứ lên check cái mã đó. Sao mình thấy web A, web B, web C hoặc là trên mạng chỗ này chỗ kia cho bán. Trên mạng thì đương nhiên nó vấn đề đó, chúng ta đang cần gấp chúng ta mới chạy cái hàng chúng ta mua đúng không? Nếu mà anh không cần gấp anh đã mua online, nếu thật sự anh là người chuộng rẻ 200 mấy anh muốn anh mua thì anh đã mua online rồi, anh mua Shopee, anh mua Lazada rồi. Nhưng tại sao anh tới cửa hàng? Tại vì anh muốn nó có sẵn. Nhưng mà anh không muốn chi trả cho cái sự có sẵn đó, nhưng mà anh muốn trả cái giá rẻ hơn. Anh thấy nó vô lý không? Nó vô lý, quá trời vô lý đúng không? Câu hỏi thứ hai nè. Anh cũng thấy một chỗ khác nó bán rẻ hơn, nhưng nó xa nhà quá anh. Nhà của anh ở đây thì nó gần, anh tới anh mua nó gần hơn, tiết kiệm được thời gian công sức và cũng như rủi ro anh đi trong quá trình anh đi đúng không? Hoặc anh biết là chỗ này bán nó uy tín, anh ghé anh mua, có gì anh còn đổi trả được, lỡ anh mua nó sai anh qua anh đổi người ta vẫn vui vẻ cho anh, hoàn tiền cho anh bình thường. Hoặc là anh ghé đây anh mua, anh được hỗ trợ trả góp, anh được hỗ trợ trích điểm, anh được hỗ trợ cà thẻ, anh sử dụng ví giả sao Momo vân vân. Những cái điều đó chỗ khác nó không có. Và anh ghé đây chắc chắn anh mua được cái đồ nó có hãng có hiệu. Ủa vậy tất cả những cái điều đó đó nó phải được trả bằng tiền chứ, tại sao mình không muốn trả tiền cho nó? Cái điều đó vô lý lắm. Đó là cái câu hỏi đó, thật sự khi mình hỏi ra đó, mình nói thật, mình đi mua đồ ấy nha, trong đầu mình á, mình mua bất cứ gì đồ vậy cũng được, trong đầu mình phải tìm hiểu trước đúng không? Và mình phải quyết định mình chạy ở đó, mình tìm, mình hỏi, mình mua đó, mình phải chấp nhận. Ví dụ như mình thấy sao nó trên lệch giá online dữ vậy ta, thì lúc đó mình không mua rồi thôi, mình đi. Chứ mình không bao giờ mình hỏi ủa sao đây mắc cái vậy, tôi thấy anh kia bán rẻ hơn mà, ủa vậy thì anh lên đó anh mua đi chứ sao anh tới đây làm chi. Cái câu chuyện rõ ràng là cái việc mà mình thấy với một cái ảo hoàn toàn, mình chưa đụng trong, mình chưa sờ trên tay, mình thật sự mình biết là cái người đăng người ta bán có uy tín không, thật sự người ta đăng cái đó người ta bán cái đó cho mình không, thật sự là có chất lượng như người ta nói không, phải đúng cái mã đó hay không, phải hàng chính hãng không, vân vân. Và thật sự có phải là giá đó khi mình nhấn với mình mua đến khi mình thanh toán phải là cái giá đó hay không, tổng cái chi phí mình sẽ chi trả nó có phải là như vậy hay không, hay đó là một cái chi phí khác mình chưa có kiểm định được. Nó rõ ràng khi mình nói như vậy á, nó rất là gọi là cái kiểu tổn thương của người bán á mọi người. Người ta stock cái hàng đó, người ta bỏ tiền ra, người ta mua cái hàng đó, người ta để đây cho mình lựa, cho mình coi, cho mình thử, cho mình chọn, đúng không?
cho mình một cái nơi không gian mát mẻ, thoáng đãng, có quạt, có nhân viên, có đầy đủ, lịch sự, đàng hoàng để cho mình xem mình mua. Thì cái việc á mà mình được hưởng những cái đó đó, mình phải chịu trả tiền chứ. Chứ đâu có ai tự nhiên mà làm miễn phí cho ăn cái gì đâu. Mình cũng đâu có làm miễn phí cho người ta cái gì, đúng không? Thì làm sao mình đòi hỏi những cái thứ đó nó miễn phí được. Nên là cái điều đó nó rất là vô lý. Vậy mình hỏi cái gì mà để cho cái nền kinh tế mình nó phát triển? Thì chỉ câu hỏi mà mình nghĩ anh em nên hỏi nè. Mình đi mua đồ mình hỏi thứ nhất là phải hàng chính hãng không? Nếu cái cửa hàng đó mình nghi ngờ. Cửa hàng của tôi thì anh em không cần hỏi, hỏi đó dễ tổn thương lắm. Thật sự ở đây không cần phải hỏi. Nhưng mà ví dụ anh em đi một cái chỗ cửa hàng khác nhỏ, họ chưa có cái uy tín, cái sự khẳng định về hàng thương hiệu đó, thì hỏi. Để chi? Mình cứ hỏi thì người ta sẽ nhột. Nếu người ta bán đồ giả cho mình, người ta sẽ nhột. Người ta nói em cam kết luôn. Ví dụ mình hỏi là phải hàng chính hãng không? Đó phải. Có cam kết không? Cam kết làm sao? Họ tới luôn. Nếu thật sự họ bán hàng chính hãng, họ sẽ dám cam kết với anh. Thì khi mà họ cam kết như vậy á, để làm chi? Có gì mình quay lại mình bán vốn, đúng không? Mình có cái thứ để mình nói chuyện. Rồi cái câu hỏi thứ hai mình phải hỏi nè, bán có thuế không? Hỏi câu hỏi đó, cái này giá bao gồm thuế chưa? Chưa hả? Sao kỳ vậy? Sao niêm yết giá không có thuế? Niêm yết giá không thuế là trốn thuế đó, nó khác liền. Câu hỏi thứ ba mà anh em phải hỏi nè, ở đây có thanh toán trả góp không? Có cà thẻ không? Có dùng Momo trả sao không? Vì sao? Vì những cái tiện ích thanh toán đó, đó là những thứ kích thích cái nền kinh tế phát triển. Cái nền kinh tế phát triển là một nền kinh tế không có dùng tiền mặt, mà phải sử dụng tiền thông qua những cái hệ thống ứng dụng á, những cái app, những cái ứng dụng. Vì cái đó nó mới tự động hóa được. Tiền mặt là không có tự động hóa được. Thất thoát hư hao hay gì, thất thoát tiền bạc, mất gì tiền bạc, đa phần là do sử dụng tiền mặt hết. Người kinh doanh buôn bán như mình không thích giao dịch tiền mặt thật sự. Mặc dù giao dịch tiền mặt á, là cái giao dịch mà nó không có sinh ra chi phí, nhưng mà nó sẽ sinh ra rủi ro. Còn những cái giao dịch như chuyển khoản ngân hàng nè, Momo, Zalo v.v. đó là những giao dịch có tốn phí, nhưng mà rủi ro không có. Tại vì tiền nó sẽ vô tài khoản của công ty. Mình làm ăn mình đóng thuế đàng hoàng, nên là tiền vô tài khoản công ty là mình phải đi xuất hóa đơn ra với cái giao dịch đó. Nên chuyện đó bình thường, mình không có sợ. Trừ khi mình sợ á thì mình mới thôi anh đừng có chuyển tiền qua em, anh trả tiền mặt em được không? Để chi cái giao dịch đó nó không vô tài khoản thì không phải đi đóng thuế. Đó. Thì mình nghĩ mình hỏi ba câu hỏi đó đó. Chứ mình đừng hỏi mấy câu hỏi kia, thật sự đã xác định tới cửa hàng mình mua rồi. Mình đã bước vô một cái cửa hàng rồi. Trong lòng mình cái tính mình là kiểu như vậy, nhưng mà thật sự mình nâng cấp bản thân mình lên. Nếu mà mình muốn cái nền kinh tế mình nó phát triển. Vì ai cũng hỏi những câu hỏi đó, tự nhiên cái người bán á, người ta sẽ phải nâng cấp lên. Xịn hửa hỏi nè, ở đây có tích điểm không? Ở đây có hạn thành viên không? Thì anh hỏi vậy thì sao? Hỏi vậy sẽ làm cho người ta khách hàng có nhu cầu, khách hàng có mong muốn, đúng không? Thậm chí ở đây không tích hệ điểm mà không hạn thành viên không mua. Mua không được cái gì đó, không được cái tương lai. Kiểu vậy. Thì tự nhiên người ta sẽ nâng cấp cái dịch vụ của người ta lên. Người ta thứ nhất là khi anh em hỏi là hàng chính hãng không, người ta phải bán hàng hãng. Hàng mà có thuế không, người ta niêm yết giá có thuế. Kinh doanh nó bắt đầu công bằng. Anh em hỏi kích tích điểm không, người ta sẽ xây dựng hệ thống loyalty để chăm sóc mình. Anh em hỏi những cái vấn đề liên quan đến cái khác nữa thì người ta nâng cấp lên. Còn anh em cứ hỏi là ủa sao đây bán mắc vậy, thì cái câu chuyện, cái câu hỏi đó nó sẽ làm cho người ta có suy nghĩ vậy. Thôi mẹ mình làm chi cho mệt, thôi mình cứ bán rẻ đi, giờ cắt giảm hết, bây giờ tắt bớt đèn, cửa hàng hơi tối cũng được, hàng trưng bày không cần nhiều vậy, trưng ít thôi, chừng vài mã tượng trưng thôi. Anh muốn mua rẻ đúng không, đặt online đi rồi tới đây tôi lấy, hoặc là anh mua ở đây là đi qua cái kho tôi lấy, tôi đi thêm một cái kho khác tôi để, còn chỗ mặt bằng này tôi để tôi giao dịch thôi. Muốn mua gì qua kho lấy, một số nơi đang làm vậy. Tôi bán không cần thuế niêm yết gì hết, tôi cũng niêm yết thuế gì hết. Để đó ông muốn xuất khẩu đơn thì anh thêm 10%, đúng không? Rồi tôi cũng không có tiện ích thanh toán gì hết luôn, ông muốn mua thì cũng trả tiền mặt, tôi không tích điểm mẹ gì hết luôn. Ông mua xong thôi. Thì tất cả những cái điều đó đó nó sẽ làm cho mọi thứ đi lùi, chứ nó không có mọi thứ đi lên. Và cái tư duy ngay từ đầu ban đầu nó là mình mua cái gì nó rẻ hay là rẻ, mà nó tốt thì tốt. Thì cái câu chuyện nó cũng vậy.
đúng không? Mình muốn mua như vậy thì người bán người ta sẽ tiếp tục tìm kiếm những cái sản phẩm như vậy để người ta bán cho mình. Bây giờ á, người ta bắt đầu tẩy chay đồ giả, nó không có đồ giả, không có khái niệm hàng loại 1, loại 2 nữa. Hồi xưa nó còn, cách đây 1 năm thôi là cái việc đó vẫn còn phổ biến luôn, nhưng bây giờ là hết rồi. Đó, đó có sự nâng cấp. Thì nó nâng cấp đến từ đâu? Đến từ cái sự hiểu biết của người tiêu dùng. Khi người tiêu dùng người ta nâng cao cái sự hiểu biết, người ta bắt đầu chất vấn ngược lại người bán á, thì người bán người ta bắt đầu sợ. Người ta bắt đầu, ủa cái thị trường bây giờ mình bán này người ta không mua nữa, thì mình bán cho ai? Họ phải tự thay đổi thôi. Họ phải tự vận động thay đổi thôi. Đúng không? Mà cái tự thay đổi đó là gì? Thay đổi tích cực. Còn cái cách mà mình thay đổi đó, đó là thay đổi tiêu cực. Thay đổi mà mọi thứ càng ngày càng tệ đi. Em có hàng bán hàng made in Japan, made in Germany, made in Malaysia, made like cái gì đó, made in cái gì đó không? Nhưng mà giá nó phải rẻ nha. Thì cái tâm lý là gì? Người ta sẽ bán đồ giả cho mình. Đồ giả mới có chữ made in này, made in kia. Họ thích đồ rẻ mà nó made in Germany đúng không? Mấy hàng bê tông mà sản xuất tại Đức mà giá dưới 1 triệu ha. Này không có nè. Hàng loại 1 liên danh. Đúng không? Rõ ràng cái cung, cái cầu. Có cầu thì sẽ có cung. Cái ngành này thật sự cái cung với cái cầu á, nó sẽ đi với nhau. À, cái ngành này chưa có cái khả năng mà tạo từ cung tạo thành cầu. Nghĩa là cái người nó sáng tạo ra cái gì thứ quá mới mẻ mà người ta phải có nhu cầu. Thật ra nó phải có nhu cầu sẵn đó. Và khi người ta cung cấp ra một cái thứ đó mà nó đáp ứng được cái nhu cầu đó thì nó có thị trường thôi. Đó là phải có cái cầu. Mà cái cầu này không phải là cầu về sản phẩm không, mà chúng ta cái cầu về dịch vụ, cầu về mọi thứ. Rồi chúng ta mới, cái thị trường nó sẽ vận động theo như vậy. Nó mới có những cái cửa hàng lớn, rộng rãi, nhân viên lịch sự, đàng hoàng, được đào tạo, có chuyên môn, có sản phẩm cho mình coi, cho mình lựa, cho mình chọn, đúng không? Mình chấp nhận mua giá cao thì thật sự tôi không bao giờ tôi ngại chuyện mà tôi trưng bày cho anh em 1-2 cái để cho anh em thử. Nhưng mà anh em không có chấp nhận trả thì làm sao người ta có thể làm cái chuyện đó được? Chừng khi tôi bán một lời một á thì ok, mình chấp nhận, mình để một cái máy đó cho anh em coi, không sao hết. Nhưng mà không phải là như vậy, đúng không? Đó là ở đây á, anh em mua đồ á, mình chia sẻ ở đây, mình nói lên tiếng nói của tất cả những người bán hàng mà chân chính á, là như vậy đó. Còn anh em mà mua đồ hay có thói quen đó thì mình thay đổi đi. Tôi không có chỉ trích anh em nha. Tôi chỉ nói là mình thay đổi điều đó đi. Nếu thật sự mình muốn mọi thứ nó tốt hơn, vì cái xã hội này tốt hơn thì mình sẽ được hưởng. Mình sẽ là người được hưởng. Không bao giờ chúng ta thoát khỏi xã hội này được đâu. Dù anh em có đi đâu, đi tu, nó cũng nằm trong cái xã hội này thôi. Chúng ta vẫn phải mua đồ ăn, chúng ta phải mua đồ. Chùa hư vẫn phải mua máy khoan sữa bình thường. Mình bán máy khoan cho mấy thầy hoài gì. Đúng không? Chúng ta không thoát được. Mà chúng ta muốn nó tốt hơn thì chúng ta phải thay đổi từ chính mình. Mình nói một bản thân tôi làm sao thay đổi không? Một bản thân anh nó tác động đó. Thì thật sự một cái cửa hàng người ta bán một ngày người ta tiếp xúc bao nhiêu khách? Chỉ có vài khách, 20-30 khách. Thì một mình nó đã tác động đến cái cách người ta nghĩ rồi. Nó là thật sự á, cái sự ảnh hưởng của mình nó lớn lắm nha mọi người. Mình đừng nghĩ cái sự ảnh hưởng mình nó nhỏ. Mình có sự ảnh hưởng của xã hội này. Và chúng ta phải là một cái nhân tố tích cực để xã hội nó tốt hơn. Đó là chia sẻ của mình. Mọi người cảm thấy sao về chia sẻ này? Hãy comment bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.